Xin chào mọi người Giá Bitcoin ngay bây giờ là 71.300 Ethereum ngay bây giờ là gần 4.000 Vừa rồi là được 4.000 Vừa rồi những cái tín hiệu bên mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước Lúc nó ở cái vùng này yeah, 66.900 Có thể là không phải là ở cái vùng đó, ở cái vùng này luôn nè Ok 59.000 mình nói nó lên 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 như vậy và cái con giá đầu tiên nó phải cắn là 70.600. Bạn có thể đi lại lịch sử chút xíu nó vừa rồi nó cắn nó nghỉ ngơi ở đó chút xíu. 70.600 sau đó là mình cung cấp cho bạn 70.900 sau đó là 1.500. 500. Ok 1, 500. Xác suất là nó sẽ cắn. Ok. Không chỉ vậy. Nó cắn ở đó 1.500 71.500 rồi sau đó nó quay đầu một cái vèo đi xuống hay là tiếp tục đi lên tới con giá nào trước khi nó quay thì nếu bạn có những cái dữ liệu những cái data như vậy thì không biết nó có giúp được gọi bạn không nhưng đó là cái tín hiệu bên mình cung cấp 59.000 mình nói lên 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 và mỗi ngày bạn nhận một tới hai cái video tín hiệu mình nói nó lên 70.600 70.900 70 71.500 thì vừa rồi chuyện đó um, nó chỉ thiếu con số nữa thôi 71.500 ok Ethereum nó sắp xuống cái vùng 3190 3100 ngày 3100 uh, cho là 3002. Mình nói nó lên 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 cắn 4000 thì vừa rồi nó đã cắn 4000. Ok. Ở đây nó tới uh, 4001 lần cắn 4001 không? Cắn 4001 không? Xác suất là có. Ok, có. Ok. Và vừa rồi nó bay bổng như vậy, đây là những cái tín hiệu mình bên mình cung cấp. Và không chỉ vậy, bên mình cung cấp khá là nhiều đồng nha yeah. cái đó là mình đang nói về spot cung cấp uh, những cái đồng altcoin giống như Matic, Solana, XRP, ADA, Link, BNB, Optimism, Doge, Litecoin, uh, Dot, Injective, Near, uh, Arbitrum. OK. Mỗi ngày mình cung cấp đẩy ra đâu khoảng từ 2, 3, 4, 4 cái tín hiệu nha. Yeah, tùy theo ngày. OK. Tùy theo ngày. OK. Tùy theo cái con nào nó bay bọc. Xác suất tín hiệu spot lên tới 90, 95%. Thực sự nó tới 95, 98 lần là mà làm sao xác thật đúng không? Mình ghi 90 95 thôi để có nó có để cho có một sự khiêm tốn trong đó. Làm sao xác thực? Bỏ 16 phút ra lên cái nền tảng này để coi cái video này. chấm hết. Nếu bạn là những người nhảy vô nhảy ra thị trường thì chắc chắn một triệu phần trăm sau khi bạn coi cái video này nó sẽ giúp bạn nhân cái tài khoản của bạn lên có nghĩa là thắng 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 thắng. Làm sao xác thực? Bỏ 16 phút ra. chấm hết. Không nên tin bất cứ một người nào trên mạng xã hội. chấm hết ok sau khi bạn bỏ cái thời gian ra xác thực ok thì bạn có thể vô cái nền tảng này đây cái nền tảng này đây là tất cả những dịch vụ bên mình cung cấp à, bên mình có cụ uh, dịch vụ uh, spot đúng không bên mình có dịch vụ tương lai spot thì nó có hai thứ spot đó thì bạn có thể nhận những cái video tín hiệu nghe những cái video tín hiệu à, cái vùng mua vùng ra uh, kiến thức đi kèm hoặc bạn có thể nhận chỉ có tín hiệu không thôi không có phải video chỉ là một cái lời nhắn thôi mua con này với giá này bán ở giá này chấm hết cái đó là spot còn à, tương lai thì tương lai nó có hai nhóm nhóm à, nhóm à, vip thì bạn phải có ít nhất 50 triệu bạn mới nhảy vô được rồi năm à, triệu còn cái nhóm kia là cái nhóm làm sao làm ra được 500 trăm ngàn với số vốn là 5 triệu ok tất cả những nhóm bên đây là bên mình chỉ cung cấp tín hiệu cho bạn để cài đặt vô cái, cái máy của bạn ở nhà thôi cho bên mình không nắm giữ tiền cho bạn Ok để giao dịch giúp bạn thì bên mình không rảnh để làm cái vấn đề đó. Ok. Uh, thì cái đó là cái nhóm tương lai hai nhóm, nhóm rẻ tiền và cái nhóm uh, tài chính 5 uh, uh, 50 triệu. Ok 50 triệu, ít nhất là 5 triệu và hoặc một cái nhóm khác là cái nhóm rẻ tiền là 5 triệu làm ra làm sao làm ra được 500 000 Lúc mình nói làm ra là làm sao là làm ra được 500 000 chứ không phải là ngày nào bạn cũng làm ra đâu. Nhiều lúc bạn thua chứ không phải là không. Nhưng nhiều ngày bạn có thể thắng tới một triệu và hơn được thì nó là vậy. Ok. Uh, rồi gì nữa à, đầu tư dài hạn đầu tư dài hạn là cái nhóm mà à, mình cung cấp dưới đâu 20 đồng nghe bên mình nắm giữ cái okay, mình cho bạn cái vùng mua và cái vùng bán ok bạn không quan tâm với cái vùng mua và cái vùng bán ok mình bên mình cung cấp những cái kiến thức tại sao bên mình nắm giữ những đồng này tại sao nó nó chống lưng nguyên cái thị trường tiền điện tử này ok nhớ là 99.9 tất cả những cái đồng khác nó là rác 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 rác, rác và chuẩn bị tới đây nó trôi theo mây gió nếu bạn không có kiến thức thì mình khuyên là bạn nên đăng ký cái đầu tư dài hạn và đầu tư dài hạn á là đầu tư dài hạn có nghĩa là cái đồng tiền bạn rót vô là bạn mua sau đó là bạn bỏ nó vô ví lạnh chứ không phải là bỏ nó trên sàn này sàn nọ và bạn phải nắm giữ nó ok hết cái năm này và qua ít nhất là tới giữa năm năm 2025 bạn mới xả hàng để bạn nhân đầu tầm lên khoảng cả hai ba chục x thì nó là vậy hoặc hơn nữa ok uh, shitcoin có những người hỏi về shitcoin những shitcoin là có nghĩa là bên mình đã lọc đâu khoảng cỡ một ngàn mấy đồng, ok có 6 đồng, 6 đồng và ngay bây giờ tất cả những đồng này đều có lợi nhuận hết, nó sẽ nhân cái tài khoản của bạn lên đâu khoảng cỡ từ 100 cho tới bốn phần trăm trong thời gian ngắn, ok thì nó là vậy, đó là shitcoin qua à, okay. cái à, tư vấn, tư vấn là cho là một ví dụ là bạn đang nắm giữ cái đồng này đồng nọ, đúng không? bạn nắm mấy trăm triệu tỷ này tỷ nọ mà bạn không biết chuẩn bị tới đây bạn phá sản hay là hay là bạn sẽ nhân tài khoản bạn lên bạn trở thành những người giàu có nhất ở Việt Nam này ok thì bên mình bên mình đi sâu vào những cái đồng đó ok và một giờ như vậy ok um, một giờ như vậy cho những người ở ngoài xã hội á thì nó là tới 1.000 USDT lận nhưng mà cho những thành viên đã trong nhóm mình thì nó là 700 USDT về tín hiệu spot thì coi cái video này nha và cho những người nào mà hồi đó giờ cứ chưa có va chạm ok mua bán mua bán chưa có bao giờ làm hết ok ở đây lần đầu tiên thì mình khuyên cái mà để an toàn nhất, ok, thì bạn phải đầu tư dài hạn, ok, uh, nếu mà bạn không gọi là và cái đồng tiền đó là bạn phải là nằm yên một chỗ và nếu mà bà, đồng tiền của bạn bạn cần nó để luân chuyển có nghĩa là uh, bạn cần phải dùng cái đồng tiền này gọi là uh, gọi là để sinh sống, đúng không? thì mình khuyên bạn chơi spot, 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 ok, bắt đầu spot, ok, spot thì một là chỉ nhận tín hiệu không thôi, chỉ có giá mua và giá bán chấm hết của cái đồng này đồng nọ, ok, uh, hoặc bạn có thể nhận video ok những video có nghĩa là bạn phải có một thời gian một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ để coi những cái video còn mà nếu bạn không có một tiếng mỗi ngày nữa thì bạn mình khuyên thì bạn chỉ nhận spot, uh, tín hiệu không thôi là giá mua và giá giá bán trước khi bạn đăng ký một cái thứ gì trong cái nền tảng tiên ở Kanami này đúng không thì bỏ 16 phút ra coi cái video này 16 phút nha nó nó mang tên là tín hiệu giá BTC Ethereum Alcoin của tôi chính xác lên tới 99 95 làm sao xác thực coi cái video đó vậy thôi ok còn mà để liên lạc thì một uh, đây đây là cái uh, để liên lạc để liên lạc. Ok. Giá Ethereum ngay bây giờ là 4.000. Ok. Xác suất là lên nó cắn 4.100. Đây, mình cho bạn một cái tín hiệu miễn phí 4.100. Ok. Uh, còn cái này thì là uh, 71.500, 71.500. Ok. À, uh, riêng 71.500 giống như là 70 600 70.900 71.500. Ok. 71.500 mình đã chia sẻ cho bạn ở cái vùng này lần này. Lúc nó hồi lại đi lên mình đã chia sẻ cho bạn rồi. Ok. chứ không phải là hôm nay không thôi, nhưng mà hôm nay mình đã rảnh mình mới làm là gọi là quảng cáo về dịch vụ Ok thì nó là vậy. Ok. Mình chia sẻ cho bạn cái tín hiệu. Trước khi nó xảy ra nhiều lúc là 1 uh, giờ 2 giờ sau là nó xảy ra, nhiều lúc là nó tốn vài ngày để nó xảy ra, cũng giống như trường hợp này. Vừa rồi là đây nó sập như vậy thì bên mình nói lên 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 lên. và cái con giá kế tiếp là 70.600, sau đó là 70.900, sau đó là 71.500. Ok và nửa 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 nửa. Lên nửa hay không? Tới con giá nào nó sập một cái phèo đi xuống. Và nếu mà nó sập tới, nó sập một cái phèo đi xuống á thì cái vùng nào là cái vùng có thể thu gom được. Ok thì bên mình cung cấp những cái dữ liệu những cái data như vậy. Cái thị trường này không có đón mò nha. Uh, vừa rồi có những bạn nhắn vô ờ uh, oh, chuẩn bị tới đây nó sập xuống 62.000. Nếu bạn chưa bỏ ra 1.000 tiếng học về cái thị trường này Nếu bạn chưa bỏ ra 1.000 tiếng để học về cái lĩnh vực này Thì đừng bao giờ có một cái ý kiến gì hết Gọi là đón mò Nó sẽ giúp bạn phá sản Chấm hết xác suất spot của mình lên tới 90-95% Làm sao bạn à, gọi là mất mới gì bạn phải 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 đón mò chi Bỏ 16 phút ra là xác thật nó Và không chỉ vậy nữa Sau khi mình mình quên bạn nó mất vừa rồi Mình quên bạn mất Sau khi mình kết thúc cái video này á Mình sẽ mở hết tất cả những tín hiệu tới tới đầu tháng 3 cho bạn có nghĩa là ngày 1 tháng 3 năm 2024 ngày 1 tháng 1 năm 2023 tháng 1 năm 2023 cho tới ngày 1 tháng 3 năm 2024 tất cả tín hiệu sẽ được mở khóa nằm trên nền tảng nào ở trên đây trên đây mang tên là tiền Academy và mình sẽ mở khóa là bạn sau khi bạn coi cái video này bạn có thể quay lại thời gian để xác thực tín hiệu chấm hết và chỗ này là chỗ liên lạc bỏ thời gian để xác thực trước nha uh, à, thì vừa rồi là mình nói là uh, 74.500 đúng không? Để cẩn, 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 cẩn thận Nó sập một cái vèo đi xuống hay là tiếp, tiếp tục cắn những con giá kế tiếp Nó là con nào? Rồi sau đó nó sập nhờ, nó sập tới cái vùng nào? Là mình có thể thu gom trước khi nó bay một cái vèo đi lên lại Vân 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 Nhớ, lên xuống, lên xuống bất thường Lên xuống bất thường như vậy cho những người nào ở bên ngoài nghe Còn những bên trong thì đây là những thông tin dữ liệu Bên mình đã cung cấp cho bạn bao nhiêu cái video tín vừa rồi chứ không phải là không cho những người trả phí cho cái nền tảng này nếu bạn va chạm được cái video này ok và đó là những cái con giá mình nói 70.600 70 71.500 thì nhớ ghi có 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 bên dưới mình Ok tối nay bên mình, mình sẽ có một cái phát tuyến đầu khoảng 8 giờ tối uh, à, 8 8 rưỡi tối 8 rưỡi tối Ok vậy thôi Xin chào mọi người Cảm ơn.